Thưa quý vị, trước tình hình dịch cúm Corona, hiện nay tất cả các trường trên cả nước đã đồng loạt cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến ngày 16 tháng 2. Câu hỏi của nhiều phụ huynh lúc này đó là bao giờ các em có thể quay trở lại trường học? Và trong công văn trả lời Bộ Giáo dục Đào tạo mới đây, Bộ Y tế cho biết, đối với những vùng không có dịch thì học sinh có thể đi học sau khi đã tiêu độc khử trùng lớp học. Cụ thể, Bộ Y tế cho hay, đối với các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học sau khi đã tiêu độc khử trùng lớp học, vệ sinh bàn ghế, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho các cháu, nước sạch và xà phòng. Bên cạnh đó, các địa phương hướng dẫn cho các cháu, cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo về cách thức phòng bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm do virus nCoV, không để lây nhiễm trong trường học. Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo việc các trường đưa chương trình giảng dạy về nCoV vào chương trình dạy học cho học sinh, sinh viên biết cách phòng bệnh. Còn đối với những địa phương có báo cáo trường hợp bệnh, tiếp tục theo dõi tình hình và chỉ cho các cháu đi học trở lại sau khi tiến hành tiêu độc khử trùng lớp học, vệ sinh bàn ghế, các điều kiện cho phòng bệnh cho học sinh và sau trường hợp nhiễm corona đã được cách ly 14 ngày và không phát sinh ca mới.